viết đoạn văn bản về tình cảm cao thượng tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống thanh thản mà còn có tác dụng thúc đẩy xã hội và đồng loại tiến bộ thật vậy tình cảm cao thượng là tấm lòng vị tha bao dung tình cảm ấy luôn hướng đến những điều cao đẹp trong cuộc đời tới những khát vọng và chân lý của sự toàn thiện trong thực tế nếu con người chỉ có lòng đố kỵ thì lúc nào bản thân cũng chỉ thấy mình đau khổ bởi thấy mình thua kém người khác vì thế kẻ đố kỵ không bao giờ được thanh thản trong tâm hồn ngược lại người có tình cảm cao thượng thì luôn xem thành công của người khác là niềm vui cũng như hạnh phúc của mình luôn lấy sự thành công ấy là mục tiêu để bản thân phấn đấu thì tâm lý lúc nào cũng nhẹ nhàng thanh thản người có tình cảm cao thượng bao giờ cũng mang tâm lý lạc quan yêu đời họ luôn phấn đấu nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống nếu xã hội vắng bóng những kẻ đố kỵ mà chỉ toàn là những con người có lòng cao thượng thì xã hội ấy luôn có sự cạnh tranh lành mạnh mọi người đều cố gắng nỗ lực không ngừng để vươn đến thành công điều này tạo nên động lực tạo nên sức mạnh làm nền tảng cho xã hội phát triển. Nhận thức được tình cảm cao thượng là đức tính tốt đẹp, mỗi chúng ta cần đấu tranh lên án và loại bỏ những kẻ đố kỵ, ích kỷ làm xã hội chậm tiến bộ. Bản thân phải luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện nhân cách sống vị tha, bao dung và cao thượng.